Nhằm đánh giá định hướng xây dựng phát triển sản phẩm du lịch của Hưng Yên sau thời gian do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, qua đó khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch và tiềm năng sẵn có của tỉnh. Chiều nay tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hưng Yên năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, cùng dự có đại diện Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và 60 doanh nghiệp lữ hành trong nước. Hưng Yên hiện có hơn 1.802 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, cùng một kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, nhiều làng nghề truyền thống, đặc sản ẩm thực phong phú để khai thác, phát triển du lịch. Tuy nhiên, tiềm năng và thế mạnh du lịch của Hưng Yên vẫn chưa được khai thác đúng mức và hiệu quả. Doanh thu từ du lịch chưa cao, sự đóng góp của ngành du lịch cho nền kinh tế chung của tỉnh còn thấp. Tại hội nghị, các nhà quản lý du lịch, đại diện các doanh nghiệp du lịch đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề hạn chế bất cập của du lịch Hưng Yên, như phần lớn tài nguyên du lịch của tỉnh chưa thu hút nhiều khách du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, tầm nhìn quy hoạch đầu tư thấp, chưa ổn định, thiếu tính lâu dài, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, công tác quảng bá xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế. Đồng thời gợi dẫn một số giải pháp tháo gỡ khó khăn bất cập một cách cụ thể cho ngành du lịch Hưng Yên. Về cái vấn đề chúng ta có thể đẩy mạnh truyền thông để là khách du lịch có thể tự tìm đến với những cái điểm của Hưng Yên, và tất nhiên lữ hành trên cơ sở đó thì anh em lữ hành có thể đào tạo xây kết nối để chương trình nó dài hơi hơn. Tôi cũng mong rằng là các doanh nghiệp ở địa phương chúng ta thành lập một cái tiểu ban nào đó để chúng ta làm một cái gọi là một cái bộ sản phẩm du lịch, nó đi theo từng tour tuyến và chủ đề, chúng ta lắp ghép với nhau. Ví dụ như là chủ đề hoa thì đi những địa phương này, những địa phương này trong cái khoảng thời gian này, rồi chủ đề ẩm thực gắn với văn hóa chẳng hạn thì đi vào thời gian này, thời điểm này. Chúng ta lắp ghép vào với nhau để tạo thành một cái lộ trình khép kín trong một ngày và thậm chí là hai ngày một đêm. Chúng ta phải đánh giá lại về cái vấn đề thị trường mục tiêu. Hưng Yên muốn đón đối tượng khách hàng mục tiêu nào phù hợp với tài nguyên đang có như thế. Thế thì dựa trên cái văn hóa, dựa trên cái nông nghiệp, dựa trên cái làng nghề cũng như là cái truyền thống như thế thì có lẽ là khách inbound sẽ là điều ưu tiên số 1. Chúng ta chắc tâm vào để quảng bá và khai thác các cái tour du lịch inbound là trọng yếu. Sử dụng loại tour farmstay, tức là du khách ở giữa những vườn hoa, ở trong các nhà dân làm nông nghiệp với hoa, thì đây là một cái sản phẩm mà gần như không phải đầu tư. Nếu như mà chúng ta tập huấn cho các nhà dân tạo ra những cái cơ sở lưu trú đủ cơ và nó nằm giữa cái không gian tự nhiên sẵn có của việc canh tác nông nghiệp là hoa và cây cảnh là cũng đủ hấp dẫn lắm rồi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành, cụ thể của các đại biểu với ngành du lịch Hưng Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư có tầm để đánh thức tiềm năng du lịch Hưng Yên, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, quan tâm đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác du lịch toàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị xây dựng sản phẩm dựa trên thực tiễn đang có và liên kết thành chuỗi sản phẩm du lịch, áp dụng công nghệ số và phát triển du lịch, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp công ty du lịch lữ hành trong cả nước và các cơ quan truyền thông quan tâm hơn nữa đến du lịch Hưng Yên, đóng góp giải pháp để ngành du lịch Hưng Yên phát triển mạnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao quyết định công nhận trung tâm tinh hoa làng nghề Việt xã Xuân Quan, huyện Văn Giang là điểm du lịch. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ký cam kết hỗ trợ cung cấp thông tin và phát triển dịch vụ du lịch với đại diện một số doanh nghiệp lữ hành trong cả nước.